Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Ông Moutinho, Ruben Neves. Neves chạy hơi chậm không được. Thì là ghê. Boli. Boli nặng 97 cân. Đã màn nhỉ. Và mấy con hàng Wolver nhìn xịn phết. Vinage đơn giản thôi, chế tốc độ này. Hôm qua mình đá đội hình này mình cũng chẳng nhớ là mình để chiến thuật như thế nào nữa, tôi quên hết rồi. Thao Moutinho, bàn thắng đầu tiên. Thao Moutinho này đá khá hay. Mùa LH đấy, mùa này thì mình lâu rồi không đá không biết. Ôi, hụt. Neves kìa. Jota này. Jota này là một cầu thủ đá FIFA rất giỏi luôn. Khả năng chơi FIFA của anh này ngang ngửa vận động viên chuyên nghiệp. Cao thủ đá FIFA luôn đấy. Amada kìa, châu ấy đấy. Pha di chuyển cực kỳ cục xúc, pha dứt điểm vô cùng tinh tế. Cộng một cũng được, nhưng mà nó lạ lạ. Nó có nội dung gì đấy. Không cần phải tim khỏe đâu anh em. Neves. Nhạc này ở trên Facebook nó gọi là nhạc tươi sáng anh em. Nghe ngấy đéo chịu được, để tôi đổ. Chỗ ta. Ui, Jota sút. Sút vào giữa gôn nha. Ok. Đồ hớt tì. Ôi. Ruben Neves dẻo thế. Đẹp trai nữa. À, số điện thoại mà đuôi 814 là số điện thoại cửa hàng anh em.
Đấy ơi. Bầy sói hầu thủ như mấy con trâu. Nó chẳng trâu lắm đâu các bạn. Toàn thằng bé con này, Hao Moutinho bé này, Neves bé này, Jota này, John bé này, Johnny bé này. Trong game lúc nào anh cũng bị đi đọt. Tốt quá nhở. Rồi. Cảm ơn bà chủ. Khi Linh Pham đã phăm 100 sao vào mặt sếp ELOP. Trời, pha xử lý của Hao Moutinho kìa. Quá mượt. Thằng đi trong game đá cũng hay nhưng mà nó vẫn đang bị đì đòn. BLH ngon bạn ơi. Anh em sẽ thấy cầu thủ của anh em khỏe hơn, đứng hơn. Ừ dạ. Ôi trời, đơn giản quá. Hao Moutinho rất dẻo. Bất lực được Antoine Griezmann về xoạc. Thế thì chịu rồi, không cứu được. Vỗ tay chứ, thằng Jimenez xấu tính nhé. Thôi, bạn đã mắc lỗi rồi. Moutinho. Cái bài này nghe kiểu Dubai đéo gì nhỉ? Idahu như vẽ nhạc. Pha xử lý quá mượt của Raúl Jiménez. Xoay lưng và hơi khó nuốt à. Quá hay. Bơi à. Đẹp. Sút hơi tệ. Các cầu thủ đó hết động lực hay sao vậy? Chắc phải đổi nhạc. Ôi, penalty. Đào Tiến Long nhá. Ôi vãi. Lực xanh lè sút ra ngoài kìa. Vãi trưởng. Điểm tâm ở giữa gôn. Thế mà sút ra ngoài được. Bật tường hay quá. Không kèm Hao Moutinho à. Để anh quá thoải mái dứt điểm. Wow.
Hay, quả truyền xuống đây có phải ăn không? Tự nhiên Gulit Time. Thẻ cộng 8 nhìn nó đẹp thôi chứ không phải là cứ cộng 8 là ngon bạn. Hay quá, chết rồi. Chủ quan ơi. Hoàng Y Chan. Savic nhìn khá đẹp trai. Thôi xong. Rồi. Hai bàn thua liên tiếp. Đúng ra thì hai cái bài đấy nó đều không liên quan đến đội hình. Ôi vãi. Trận này toang rồi. Không đỡ được rồi. Khiếp. Bàn thắng hơi muộn. Tiêu Won Vơ bạn ơi, tiêu đề video đây. Đồ hơi tỉ. Thoát làm sao được. Ui nó thoát thật. Qua một người thôi. Vãi. Không vào nữa à. Ôi không vào thật. Để nhục vãi. Ui. Tammy Abraham. Ôi. Tammy đen thế. Raul Jimenez. Sút quả tốt quá. Ôi. Không thua, mệt quá. Tốt, Ruben Neves. Pan. Ramos đã dính chàm. Chào Nguyễn Hưng nhá. Tìm PS về chưa? PS về anh Hoven chưa đá? PS về lại dô béo à? Đúng nhỉ? Đúng rồi. Úi xồi, nhất bái thiên địa, nhị bái tao cao đường. Trời ơi, Jimmy đẹp. Đã hay. Hay. À, chú Boli đã được phết. Đấm luôn. Ui, không được, không được. Ê, Boli. Hay quá. Chỉ số tổng quát có 95 thôi. Nhưng mà nó đá hay hơn cái thằng Cody bên kia. Cody 103 đá không bằng Boli. Hay quá nhá, mẹ Boli kìa. Như vị thần. Hay nhá. Ui. Mẹ. Ui. Mẹ thằng Luis chó khẩy mình phát bay vô ra biển. Ôi xong rồi. Người mắc sai lầm lại là Boli. Poloski không có mặt thật. Xấu vãi.
Song, Saka, Sutton. Sở trường của Saka. Quảng rồi. Vì thiếu gì cái tên để bịa đâu anh em. Tầm này chỉ có bịa thôi, tiêu chí gì nữa. Yeah, chào dê. Ở trong nghĩa kỳ nhá. Yard, Neves. Lâu lâu đã tìm Việt Nam à. Chào Mạnh Quân nhá. Người ta gọi là dùng như phá. Chào anh Hưng nhá. Đây rồi. Ao Moutinho ơi cọc. À đội bạn lại xoạc sau. Bằng lờ xấu quá. Ôi sao thế. Vãi trưởng. Ai mượn ông xoạc. Quả đấy Ao Moutinho dứt điểm hơi đen. Nhưng mà đội bạn lại nhanh tay nhanh mắt thế nào lại đi xoạc thế. Đáng đời. À cú tròn ngu. Doherty lần này đánh đã ghi bàn. Doherty mùa này như ghi 2 bàn vào lưới Man City đấy. Nhưng mà cũng chỉ được vài hôm thôi, vài năm thôi. Ôi, tạt tốt thế. Dầu hát có ổn định đâu. Yeah, cu tròn. Cu tròn. Thủ môn tuyển Anh lấy đéo ra Peter Cech anh em. Cech của Séc mà. Quá hay, Doherty. Một trong những con hàng mình thích nhất của mùa TS chính là Doherty đấy. Phi năng sau này sang Leeds đá 2 năm. Mình nhớ là phi năng đá cho Leeds. Đá 2 năm. Yeah. Jimenez sút quả khéo chưa? Sút quả háng thủ môn. Anh đang đá tay Xbox hay PS4? Anh đang đá tay PS4. Đang cắm dây. Và để cho các cầu thủ được bung sức, được phát triển bản thân nhiều. Đó là ở giải Đức. Chỉ những cái đội bóng mà đá kiểu toan tính, lọc lõi như kiểu Leipzig ấy là người ta không thích. Cái nữa là cái đường hướng phát triển về mặt kinh tế của câu lạc bộ Leipzig là nó khác so với những câu lạc bộ khác.